này thiện hiện nếu đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo khi an trụ thánh đế khổ chẳng đắc thánh đế khổ chẳng đắc năng an trụ chẳng đắc sở an trụ chẳng đắc việc an trụ cũng chẳng xa lìa các pháp như thế mà an trụ thánh đế khổ thì đại bồ tát ấy có thể viên mãn việc tu đạo bồ tát này thiện hiện nếu đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa phương tiện quyền xảo khi an trụ thánh đế tập diệt đạo chẳng đắc thánh đế tập diệt đạo chẳng đắc năng an trụ chẳng đắc sở an trụ chẳng đắc việc an trụ cũng chẳng xa lìa các pháp như thế mà an trụ thánh đế tập diệt đạo thì đại bồ tát ấy có thể viên mãn việc tu đạo bồ tát này thiện hiện, như thế các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa phương tiện thiện xảo, tu đạo Bồ Tát khiến được viên mãn có thể chứng quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa phương tiện thiện xảo, khi tu hành bốn tịnh lự, chẳng đắc bốn tịnh lự, chẳng đắc năng tu, chẳng đắc sở tu, chẳng đắc việc tu, cũng chẳng xa lìa các pháp như thế mà tu bốn tịnh lự, thì Đại Bồ Tát ấy có thể viên mãn việc tu đạo Bồ Tát. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa, phương tiện thiện xảo khi tu hành bốn vô lượng, bốn định vô sắc, chẳng đắc bốn vô lượng bốn định vô sắc chẳng đắc năng tu chẳng đắc sở tu chẳng đắc việc tu cũng chẳng xa lìa các pháp như thế mà tu bốn vô lượng bốn định vô sắc thì đại bồ tát ấy có thể viên mãn việc tu đạo bồ tát này thiện hiện như thế các đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo tu đạo bồ tát khiến được viên mãn có thể chứng quả vị giác ngộ cao tột này thiện hiện nếu đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo khi tu hành tám giải thoát chẳng đắc tám giải thoát chẳng đắc năng tu chẳng đắc sở tu chẳng đắc việc tu cũng chẳng xa lìa các pháp như thế mà tu tám giải thoát thì đại bồ tát ấy có thể viên mãn việc tu đạo bồ tát này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo, khi tu hành tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, chẳng đắc tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, chẳng đắc năng tu, chẳng đắc sở tu, chẳng đắc việc tu, cũng chẳng xa lìa các pháp như thế, mà tu tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, thì Đại Bồ Tát ấy có thể viên mãn việc tu đạo Bồ Tát này thiện hiện như thế các đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo tu đạo bồ tát chiến được viên mãn có thể chứng quả vị giác ngộ cao tột này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo, khi tu hành tất cả pháp môn đà la ni, chẳng đắc tất cả pháp môn đà la ni, chẳng đắc năng tu, chẳng đắc sở tu, chẳng đắc việc tu cũng chẳng xa lìa các pháp như thế mà tu tất cả pháp môn đà la ni thì đại Bồ Tát ấy có thể viên mãn việc tu đạo Bồ Tát. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo, khi tu hành tất cả pháp môn tam ma địa, chẳng đắc tất cả pháp môn tam ma địa, chẳng đắc năng tu, chẳng đắc sở tu, chẳng đắc việc tu, cũng chẳng xa lìa các pháp như thế, mà tu tất cả pháp môn tam ma địa, thì Đại Bồ Tát ấy có thể viên mãn việc tu đạo Bồ Tát này thiện hiện như thế các đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo tu đạo bồ tát khiến được viên mãn có thể chứng quả vị giác ngộ cao tột này thiện hiện nếu đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo khi tu hành pháp môn giải thoát không chẳng đắc pháp môn giải thoát không chẳng đắc năng tu chẳng đắc sở tu chẳng đắc việc tu cũng chẳng xa lìa các pháp như thế mà tu pháp môn giải thoát không thì đại bồ tát ấy có thể viên mãn việc tu đạo bồ tát này thiện hiện nếu đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo khi tu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng đắc pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng đắc năng tu chẳng đắc sở tu chẳng đắc việt tu cũng chẳng xa lìa các pháp như thế mà tu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện thì đại bồ tát ấy có thể viên mãn việc tu đạo bồ tát này thiện hiện như thế các đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo tu đạo bồ tát khiến được viên mãn có thể chứng quả vị giác ngộ cao tột này thiện hiện nếu đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo khi tu hành bậc cực hỷ, chẳng đắc bậc cực hỷ, chẳng đắc năng tu, chẳng đắc sở tu, chẳng đắc việc tu, cũng chẳng xa lìa các pháp như thế, mà tu bậc cực hỷ, thì đại bồ tát ấy có thể viên mãn việc tu đạo bồ tát này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa phương tiện thiện xảo, khi tu hành bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tọa, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tọa, bậc pháp vân, chẳng đắc bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân, chẳng đắc năng tu, chẳng đắc sở tu, chẳng đắc việc tu, cũng chẳng xa lìa các pháp như thế mà tu bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân thì đại Bồ Tát ấy có thể viên mãn việc tu đạo bồ tát này thiện hiện như thế các đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo tu đạo bồ tát khiến được viên mãn có thể chứng quả vị giác ngộ cao tột này thiện hiện nếu đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo khi tu hành năm loại mắt chẳng đắc năm loại mắt chẳng đắc năng tu chẳng đắc xảo tu chẳng đắc việc tu cũng chẳng xa lìa các pháp như thế mà tu năm loại mắt thì đại bồ tát ấy có thể viên mãn việc tu đạo bồ tát này thiện hiện nếu đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo khi tu hành sáu phép thần thông chẳng đắc sáu phép thần thông chẳng đắc năng tu chẳng đắc sở tu chẳng đắc việc tu cũng chẳng xa lìa các pháp như thế mà tu sáu phép thần thông thì đại bồ tát ấy có thể viên mãn việc tu đạo bồ tát này thiện hiện như thế, các đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo. Tu đạo Bồ Tát khiến được viên mãn có thể chứng quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện nếu đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo. Khi tu hành mười lực Phật, chẳng đắc mười lực Phật, chẳng đắc năng tu, chẳng đắc sở tu, chẳng đắc việc tu cũng chẳng xa lìa các pháp như thế mà tu mười lực Phật, thì Đại Bồ Tát ấy có thể viên mãn việc tu đạo Bồ Tát. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo, khi tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ, đại xà, 18 pháp Phật bất cộng, chẳng đắc bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, chẳng đắc năng tu, chẳng đắc sở tu, chẳng đắc việc tu, cũng chẳng xa lìa các pháp như thế mà tu bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng thì đại Bồ Tát ấy có thể viên mãn việc tu đạo Bồ Tát. Này thiện hiện như thế các đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo, tu đạo Bồ Tát khiến được viên mãn có thể chứng quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo, khi tu hành 32 tướng đại sĩ, chẳng đắc 32 tướng đại sĩ, chẳng đắc năng tu, chẳng đắc sở tu, chẳng đắc việc tu cũng chẳng xa lìa các pháp như thế, mà tu 32 tướng đại sĩ thì đại Bồ Tát ấy có thể viên mãn việc tu đạo Bồ Tát này thiện hiện nếu đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo khi tu hành tám mươi vẻ đẹp phụ thuộc chẳng đắc tám mươi vẻ đẹp phụ thuộc chẳng đắc năng tu chẳng đắc sở tu chẳng đắc việc tu cũng chẳng xa lìa các pháp như thế mà tu tám mươi vẻ đẹp phụ thuộc thì đại bồ tát ấy có thể viên mãn việc tu đạo bồ tát này thiện hiện như thế các đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo tu đạo bồ tát khiến được viên mãn có thể chứng quả vị giác ngộ cao tột này thiện hiện nếu đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo khi tu hành pháp không quên mất chẳng đắc pháp không quên mất chẳng đắc năng tu chẳng đắc sở tu chẳng đắc việc tu cũng chẳng xa lìa các pháp như thế mà tu pháp không quên mất thì đại bồ tát ấy có thể viên mãn việc tu đạo bồ tát này thiện hiện, nếu đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa, phương tiện thiện xảo, khi tu hành tánh luôn luôn xả, chẳng đắc tánh luôn luôn xả, chẳng đắc năng tu, chẳng đắc sở tu, chẳng đắc việc tu, cũng chẳng xa lìa các pháp như thế mà tu tánh luôn luôn xả thì đại bồ tát ấy có thể viên mãn việc tu đạo bồ tát này thiện hiện như thế các đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo tu đạo bồ tát khiến được viên mãn có thể chứng quả vị giác ngộ cao tột này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo, khi tu hành trí nhất thiết, chẳng đắc trí nhất thiết, chẳng đắc năng tu, chẳng đắc sở tu, chẳng đắc việc tu, cũng chẳng xa lìa các pháp như thế mà tu trí nhất thiết thì đại Bồ Tát ấy có thể viên mãn việc tu đạo Bồ Tát. Này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo, khi tu hành trí đạo tướng trí nhất thiết tướng, chẳng đắc trí đạo tướng trí nhất thiết tướng, chẳng đắc năng tu, chẳng đắc sở tu, chẳng đắc việc tu, cũng chẳng xa lìa các pháp như thế, mà tu trí đạo tướng trí nhất thiết tướng thì đại Bồ Tát ấy có thể viên mãn việc tu đạo Bồ Tát. Này thiện hiện như thế, các đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo tu đạo bồ tát khiến được viên mãn có thể chứng quả vị giác ngộ cao tột này thiện hiện nếu đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo khi tu hành tất cả hạnh đại bồ tát chẳng đắc tất cả hạnh đại bồ tát chẳng đắc năng tu chẳng đắc sở tu chẳng đắc việc tu cũng chẳng xa lìa các pháp như thế mà tu tất cả hạnh đại bồ tát thì đại bồ tát ấy có thể viên mãn việc tu đạo bồ tát này thiện hiện nếu đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo khi tu hành quả vị giác ngộ cao tột của chư phật chẳng đắc quả vị giác ngộ cao tột của chư phật chẳng đắc năng tu chẳng đắc sở tu chẳng đắc việc tu cũng chẳng xa lìa các pháp như thế mà tu quả vị giác ngộ cao tột của chư phật thì đại bồ tát ấy có thể viên mãn việc tu đạo bồ tát này thiện hiện như thế các đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo tu đạo bồ tát khiến được viên mãn có thể chứng quả vị giác ngộ cao tột lúc bấy giờ cụ thọ xá lợi tử bạch phật Bạch Thế Tôn thế nào là Đại Bồ Tát Khi tu hành bát nhã ba la mật đa Dõng mãnh tránh cần tu đạo bồ đề Phật dạy Này xá lợi tử Nếu Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa Phương tiện thiện xảo Chẳng hòa hiệp sắc Chẳng ly tán sắc Chẳng hòa hiệp thọ tưởng hành thức Chẳng ly tán thọ tưởng hành thức Vì sao? Vì các pháp như thế Đều không có tự tánh Có thể hòa hiệp ly tán này xá lợi tử, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo, chẳng hòa hiệp nhãn xứ, chẳng ly tán nhãn xứ, chẳng hòa hiệp nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, chẳng ly tán nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ. Vì sao? Vì các pháp như thế đều không có tự tánh có thể hòa hiệp ly tán này xá lợi tử, nếu đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo, chẳng hòa hiệp sắc xứ, chẳng ly tán xác xứ, chẳng hòa hiệp thanh hương vị xúc pháp xứ, chẳng ly tán thanh hương vị xúc pháp xứ. Vì sao? Vì các pháp như thế đều không có tự tánh có thể hòa hiệp ly tán. Này xá lợi tử, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa, phương tiện thiện xảo chẳng hòa hiệp nhãn giới, chẳng ly tán nhãn giới, chẳng hòa hiệp nhĩ tĩ thiệt thân ý giới, chẳng ly tán nhĩ tĩ thiệt thân ý giới. Vì sao? Vì các pháp như thế đều không có tự tánh có thể hòa hiệp ly tán này xá lợi tử nếu đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo chẳng hòa hiệp sắc giới chẳng ly tán sắc giới chẳng hòa hiệp thanh hương vị xúc pháp giới chẳng ly tán thanh hương vị xúc pháp giới vì sao vì các pháp như thế đều không có tự tánh có thể hòa hiệp ly tán này xá lợi tử nếu đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo chẳng hòa hiệp nhãn thức giới chẳng ly tán nhãn thức giới chẳng hòa hiệp nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới chẳng ly tán nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới vì sao vì các pháp như thế đều không có tự tánh có thể hòa hiệp ly tán này xá lợi tử, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo, chẳng hòa hiệp nhãn xúc, chẳng ly tán nhãn xúc, chẳng hòa hiệp nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc, chẳng ly tán nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc vì sao vì các pháp như thế đều không có tự tánh có thể hòa hiệp ly tán này xá lợi tử nếu đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo chẳng hòa hiệp các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng ly tán các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng hòa hiệp các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra chẳng ly tán các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra vì sao vì các pháp như thế đều không có tự tánh có thể hòa hiệp ly tán? Này xá lợi tử, nếu đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo, chẳng hòa hiệp địa giới, chẳng ly tán địa giới, chẳng hòa hiệp thủy hỏa phong không thức giới, chẳng ly tán thủy hỏa phong không thức giới, vì sao vì các pháp như thế đều không có tự tánh có thể hòa hiệp ly tán này xá lợi tử nếu đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo chẳng hòa hiệp nhân duyên chẳng ly tán nhân duyên chẳng hòa hiệp đẳng vô gián duyên sở duyên duyên tăng thượng duyên chẳng ly tán đẳng vô gián duyên sở duyên duyên tăng thượng duyên vì sao vì các pháp như thế đều không có tự tánh có thể hòa hiệp ly tán này xá lợi tử nếu đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo chẳng hòa hiệp các pháp từ duyên sanh ra chẳng ly tán các pháp từ duyên sanh ra vì sao vì các pháp như thế đều không có tự tánh có thể hòa hiệp ly tán này xá lợi từ, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo, chẳng hòa hiệp vô minh, chẳng ly tán vô minh, chẳng hòa hiệp hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não chẳng ly tán hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não vì sao vì các pháp như thế đều không có tự tánh có thể hòa hiệp ly tán này xá lợi tử nếu đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo chẳng hòa hợp Bố thí ba la mật đa chẳng đi tán bố thí ba la mật đa chẳng hòa hiệp tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa chẳng đi tán tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa vì sao vì các pháp như thế đều không có tự tánh có thể hòa hiệp ly tán này xá lợi tử, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo, chẳng hòa hiệp pháp không nội, chẳng ly tán pháp không nội, chẳng hòa hiệp pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt giáo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được. Pháp không không tánh, Pháp không tự tánh, Pháp không không tánh tự tánh, chẳng đi tán Pháp không ngoại cho đến Pháp không không tánh tự tánh. Vì sao? Vì các Pháp như thế đều không có tự tánh có thể hòa hiệp, ly tán. Này xá lợi tử, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo, chẳng hòa hiệp bốn niệm trụ, chẳng ly tán bốn niệm trụ, chẳng hòa hiệp bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, chẳng đi tán bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Vì sao? Vì các pháp như thế đều không có tự tánh có thể hòa hiệp ly tán. Này xá lợi tử, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo, chẳng hòa hiệp thánh đế khổ, chẳng ly tán thánh đế khổ, chẳng hòa hiệp thánh đế tập diệt đạo, chẳng ly tán thánh đế tập diệt đạo. Vì sao? Vì các pháp như thế đều không có tự tánh có thể hòa hiệp ly tán này xá lợi tử nếu đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo chẳng hòa hiệp bốn tịnh lự chẳng ly tán bốn tịnh lự chẳng hòa hiệp bốn vô lượng bốn định vô sắc chẳng ly tán bốn vô lượng bốn định vô sắc vì sao vì các pháp như thế đều không có tự tánh có thể hòa hiệp ly tán này xá lợi tử, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo, chẳng hòa hiệp tám giải thoát, chẳng ly tán tám giải thoát, chẳng hòa hiệp tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, chẳng ly tán tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ. Vì sao? Vì các pháp như thế đều không có tự tánh có thể hòa hiệp ly tán này xá lợi từ nếu đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo chẳng hòa hiệp pháp môn đà la ni chẳng ly tán pháp môn đà la ni chẳng hòa hiệp pháp môn tam ma địa chẳng ly tán pháp môn tam ma địa vì sao vì các pháp như thế đều không có tự tánh có thể hòa hiệp ly tán